Chào tất cả các bác ạ. Hôm nay là một cái giao diện mới bên em đưa đến cho các bác. Vừa mới dọn kho xong và trưng bày ra được một số mẫu sản phẩm để đưa đến cho các bác. Thì em sẽ lên một cái video giới thiệu cho các bác các mẫu sản phẩm dụng cụ làm vườn nông nghiệp của bên em nhé. Thì đầu tiên em lên cho các bác sẽ là một cái mẫu combo dầm cỏ các bác. Em sẽ có một bản thẳng để cho các bác sụp cỏ này. Đây là dầm cỏ cong. Đây cũng là một dầm cổ cỏ các bác nhé. Bản nhỏ để cho các bác sử dụng khi mà các bác làm hoa màu hoặc là làm cây giống ấy, các bác nhà vườn, vườn ươm mình sử dụng để mình xới cỏ hoặc là làm xới đất, nó rất là tiện lợi luôn. Chất liệu của nó sẽ là rèn từ thép nhíp. Mẫu này em đưa đến cho các bác, nếu như mà mẫu lẻ ấy, thì sẽ là khoảng 70k một chiếc. Nhưng hôm nay đầu cái video này em sẽ tạo một cái combo 4 chiếc các bác nhé. 4 chiếc với giá sẽ là 200.000 đồng, bao phí ship đến tận nhà cho các bác luôn ạ. Đây, chất liệu là thép nhíp và rèn từ thép nhíp luôn các bác nhé. Và tra cán cực kỳ chắc chắn như này để cho các bác sử dụng. 200k em bao ship. Nếu mà bác nào mà cần đến cái mẫu sản phẩm này, các bác liên hệ với bên em nhé. Và em qua mẫu ạ. Tiếp theo sẽ là những cái mẫu sản phẩm. Đây là rìu đa năng. Một mẫu búa rìu mà các bác sử dụng làm mọi việc cho em ạ. Sẽ có một đầu để cho các bác nhổ đinh, đóng đinh. Còn đầu bên này thì các bác sử dụng để chặt bổ củi cho em các bác nhé. Bổ củi, chặt củi hoặc là các bác sử dụng để chặt xương nó cũng rất là ok luôn. Và em đã tra cán là cán xoan, sử dụng bao bền luôn cho em các bác ạ. Mẫu này bình thường em đưa đến cho các bác sẽ là 150.000. Nhưng hôm nay tại video này em giảm giá cực kỳ tốt cho các bác với giá chỉ có 80.000 đồng một chiếc thôi ạ. Sử dụng rất trên là bền luôn các bác nhé. Chất liệu là thép nhíp ô tô. Còn bác nào mà cần một cái mẫu búa to hơn để mình sử dụng chặt củi, bổ củi hoặc là mình chặt rễ cây thì các bác sử dụng sang cho em cái mẫu này ạ. Chặt xương cũng thoải mái luôn cho các bác nhé. Đây là một mẫu búa bổ củi hàn cán sẵn rồi. Cán của nó sẽ là cán ống tuyết 34 và có luôn những cái mũi hàn này, chắc chắn cực kỳ luôn để cho các bác sử dụng nhé. Bao bền luôn cho các bác ạ. Chiều dài của cái cán của nó sẽ vào khoảng 60 và cả lưỡi thì vào gần 70 cm để cho các bác sử dụng bổ củi. Siêu bền luôn các bác nhé. Tại video này em để cho các bác với giá chỉ còn 280.000 đồng và bao phí ship đến tận nhà cho các bác luôn ạ, sử dụng bao bền luôn cho em. Và tiếp theo em sẽ lên cho các bác những cái mẫu sản phẩm là mẫu cuốc các bác nhé. Mẫu cuốc ở đây thì em sẽ có cuốc bướm hàn lưỡi cưa, một mẫu cuốc rèn từ thép nhíp ô tô, và cái mẫu này thì các bác ở nhà vườn sử dụng để sạc cỏ, cuốc đất, xới đất nó rất là tiện lợi luôn. Rèn từ thép nhíp chuẩn xịn luôn các bác ạ. Em sẽ có kích thước là bản 20 cm với giá là 60.000 đồng. Còn mặt này sẽ là 29 cm, đưa đến cho các bác tại video này với giá có 100.000 đồng thôi. Và bản dày nhất, to nhất của bên em thì sẽ là 34 cm ạ, 34 đến 35 cm các bác nhé. Giá sẽ là 120. Bác nào mà quan tâm đến mẫu cuốc lưỡi cưa này liên hệ với bên em ạ. Ngoài dòng cuốc bướm vuông các bác nhé, ra thì em còn có cuốc bướm hàn lưỡi cưa đấy ạ. Một mẫu sản phẩm để đưa đến cho các bác làm vườn, làm nông nghiệp, bác nào cũng cần dùng đến ạ. Sử dụng sạc cỏ, làm vườn, siêu bền luôn cho em. Bên trên thì sẽ là rèn từ thép nhíp này, còn bên dưới thì sẽ là hàn lưỡi cưa, bao bền, bao sắc bén luôn các bác nhé. Mẫu này em sẽ có kích thước từ 20 cm, 24, 29 và 34 cm để cho các bác sử dụng ạ. Tùy vào công việc của các bác thì các bác sẽ có thể lựa chọn cái kích thước bản cuốc phù hợp nhé. 20 cm đưa đến cho các bác với giá chỉ còn 50.000 đồng thôi. Đây là bản 24 cm sẽ là 100, bản này là bản 29 cm sẽ là 120. Còn bản to nhất của bên em sẽ là một cái bản 34 cm các bạn. Sử dụng thay một chiếc cào trang để mình cào thóc cũng rất là hiệu quả luôn, là sẽ là 130. Nếu như mà các bác đặt hàng trực tiếp tại video này lấy từ 2 chiếc trở lên là em bao ship cho các bác ạ. Rồi, và tiếp theo thì em sẽ lên cho các bác một mẫu cuốc nữa, là mẫu cuốc xẻng rèn ạ. Một mẫu cuốc xẻng rèn xúc đất sạc cỏ, các bác làm rau màu, các bác làm trồng ngô, trồng mía thì các bác sử dụng để xúc đất, sạc cỏ nó rất là hiệu quả luôn. Với cái mẫu này thì em đã đưa đến cho các bác rất là nhiều rồi. Các bác sử dụng bao bền luôn cho em, chất liệu cũng là từ thép nhíp ô tô. Và em đưa đến cho các bác với giá chỉ có 100.000 đồng thôi ạ. 100.000 đồng và bác nào mà lấy từ 2 chiếc là em cũng sẽ bao ship cho các bác nhé. Rất là đẹp luôn các bác, mẫu này thì được các bác sử dụng rất là nhiều. Còn bác nào mà cần một mẫu cuốc để mình sử dụng cuốc đất cứng và bổ hố trồng cây thì các bác dùng cho em cái mẫu này ạ. Đây là một cái mẫu cuốc nhíp con gà, có in logo hình con gà ở trên mặt cuốc này và chất liệu của nó sẽ là rèn từ thép nhíp. Mẫu này thì tổng khối lượng của nó chắc là tầm khoảng 2 kg. Các bác sử dụng bao bền luôn cho em ạ. Đây các bác nhìn này, cái mẫu cuốc hàn lưỡi, mẫu cuốc nhíp con gà với giá sẽ là 200.000 đồng em bao ship các bác nhé. Còn đây là cái mẫu cuốc bền nhất của bên em đây. Bao bền, bao dày luôn cho em các bạn. Sử dụng cuốc đất cứng này, cuốc cả rễ cây cho em. Với cái mẫu này thì các bác sử dụng
để mình đào hang, đào rễ cây ạ. Thì các bác sử dụng cái bộ này cho em nhé. Một cái đầu của quế quốc chim bản to luôn của bên em, hàng đặc dày dặn, với giá sẽ là 250.000 đồng. Em bao phí ship luôn các bác nhé. Đặt hàng trực tiếp tại video này thì bên em sẽ bao ship luôn cho các bác ạ. Và tiếp theo sang bên này thì em sẽ có rất nhiều những cái mẫu cào ạ. Như mẫu cào từ 3 răng, 4 răng, 5 răng, 6, 7 và 8 răng em đều có các bác nhé. Tại video này em để giá cho các bác một cái mẫu cào này với giá chỉ có 70.000 đồng một chiếc thôi ạ. Còn bản dày hơn, đẹp hơn thì em đưa đến cho các bác với giá sẽ là 100.000 đồng. Bác nào cầm một mẫu cào xèn từ thép nhíp xoắn sử dụng để cào cỏ, cào rác, cào rơm dạ hoặc là mình cào phân thì các bác sử dụng cho em cái mẫu này ạ. Rất là đẹp luôn, siêu bền luôn các bác nhé. Còn phía bên này thì em sẽ có những mẫu bếp ạ. Mẫu bếp năng năng bên em đưa đến cho các bác sẽ có bếp mặt 30, trọng tải của nó sẽ là dưới 100 kg các bạn. Thiết kế thì được thiết kế theo mẫu cải tiến là sẽ có giá đỡ củi để cho các bác sử dụng bao bền luôn các bác nhé. Xung quanh có viền bo và làm từ thép nhíp chịu nhiệt, thép nhíp liêu xô chịu nhiệt, siêu bền luôn cho em ạ. Mặt 30 có giá đỡ này em đưa đến cho các bác sẽ là 220.000 đồng em bao phí ship. Còn đây sẽ là cái mặt 40 các bác ạ. Mặt bếp 40 này thì trọng tải của nó sẽ lên đến 200 kg đổ lại các bác nhé. Đây, mặt 40 thì thiết kế cũng tương tự như là mặt 30, có giá đỡ này, có hai cái quai sách ở bên cạnh để cho các bác sử dụng đun được rồi bánh trưng đến tận 150 kg, hoặc là các bác sử dụng cái mẫu này để nấu đun nước hoặc là nấu cám cho gia cầm gia súc thì các bác sử dụng cái mẫu này cho em nhé. Siêu bền luôn các bác ạ. Bác nào mà đặt hàng trực tiếp tại video này em bao phí ship luôn cho các bác nhé. Với mẫu bếp 4 mặt 40 có giá đỡ này em đưa đến cho các bác là 270.000 đồng bao phí ship luôn ạ. Bao bền bao đẹp luôn các bác nhé, chịu nhiệt chịu lửa cực kỳ tốt luôn ạ. Và phía bên này thì em sẽ có rất nhiều những cái mẫu dầm ạ. Mẫu dầm, mẫu thuộng, dầm cổ cò. Em sẽ có mẫu nhỏ, bản dầm cổ cò này với giá chỉ từ 150.000 đồng thôi các bác nhé. Còn bảng hàng đặt, hàng đẹp dày hơn thì sẽ là mẫu này, giá sẽ là từ 250 đến 300, 350. Và bác nào mà muốn làm hàng đặt bảng dày đẹp hơn thì các bác báo bên em nhé. Kết nối với bên em bằng cái số điện thoại qua gửi qua mẫu qua Zalo để bên em làm hàng đặt cho các bác ạ. Đây ạ, cái bàn này sẽ là 350.000 đồng. Các bác sử dụng đánh cây xanh, cây si siêu tiện lợi luôn cho em ạ. Cái dáng của cò này thì các bác đánh cây nó sẽ rất là tiện lợi luôn. Tiện lợi cực kỳ luôn các bác nhé. 350 em bao phí ship khi các bác đặt hàng trực tiếp tại video này. Và phía đằng này thì em sẽ có rất nhiều những cái mẫu dầm. Em sẽ có dầm chuối bản hơi mo một chút. Với giá em đưa đến cho các bác sẽ là 250.000 đồng em bao phí ship. Còn đây sẽ là mẫu dầm bản hàng đặt, dầm thẳng các bác nhé, dầm bản thẳng với giá em đưa đến cho các bác sẽ là 350k. Bác nào mà quan tâm đến mẫu sản phẩm nào của bên em thì liên hệ với bên em nhé. Và nhớ là cho em xin một lượt follow, đăng ký kênh để cập nhật được thêm rất nhiều những cái mẫu sản phẩm mới của bên em ạ. Cảm ơn các bác đã xem qua video ngắn của bên em ạ.